Hello, xin chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của SBS. Mọi người ơi, hãy nhớ subscribe cho kênh SBS để được 1.000 subscribers nhé. Thank you mọi người. Vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với reaction Butter của BTS. Trời ơi, vui quá các bạn ơi, BTS comeback rồi. Từ hôm qua cho tới lúc mà chưa đầy 24 tiếng ra mắt MV Butter thì mình đã thấy Butter mỗi nơi ở trên mạng xã hội rồi. Và bây giờ mình đang rất là phấn khích và rất là nóng lòng muốn xem MV. Mình chưa xem MV luôn các bạn. Mình chờ đợi, kìm nén cảm xúc của mình để xem MV Butter. Ok, let's go. Chúng ta sẽ đến với Butter của BTS. Em teaser rồi và mình nghe được một đoạn của Butter rồi. Và mình thấy là giai điệu rất là bắt tai luôn. Và bảy chàng trai BTS rất ngầu, rất đỉnh, visual thần thái rất đỉnh luôn các bạn. Ladies and gentlemen, BTS, let's go. Behind music, pop dance các bạn ơi. Woo. Chào Jungkook, địch chào cái gì. Wow. Chỗ cái tiếng bass. Chào các bạn, có nghe được cái tiếng bass không các bạn? Chỗ V kìa. Jin. Wow, ngầu quá. Wow, quá dữ. Wow. Ồ, đẹp trai quá, đẹp trai luôn. Chỗ V. Chỗ cái tiếng bass các bạn, nghe tiếng bass không các bạn? Wow, Jin đẹp trai quá ta. Từ nãy giờ mình thấy trời, visual đỉnh quá à. Ôi, đẹp trai quá. Ngầu quá à. MV lần này BTS mặc vest không ha? À, cool boy nè các bạn, city boy. Vũ đạo xuất sắc luôn. Tóc xanh dương luôn. Woo, yo. RM V Jungkook. Ồ, Jungkook cuộc đôi J-Hope. Woo, Suga. Ồ, phần rap đâu ta? Rap đâu rồi? Ngầu. Yeah. Right vibe. Smooth like butter. RM, RM. Trời ơi, RM mặc đồ đẹp vậy. Wow, wow. Back to my beat. Yeah. Mà từ lúc mà phát hành MV cho đến bây giờ rồi mà mọi nơi đều có Butter hết. Đỉnh quá mà các bạn. Jill. Let it roll. Trời, J-Hope ăn bơ. Butter. Quá hay các bạn ơi. Wow, chắc phải nghe lại quá. Trời ơi, xuất sắc luôn. Butter. Quá hay. Charming. Butter. Oh my god. Hay quá các bạn ơi, trời. Thật sự đi mà nói đây là một bản nhạc pop rất là lôi cuốn. Và đúng như là cái tinh thần mà mình đọc báo ở trên tạp chí âm nhạc thì RM đã nói rằng là đây sẽ là một bài hát về mùa hè rất là quyến rũ và rất là nhộn nhịp, sôi động đến từ tất cả các thành viên của BTS. Đó, và các bạn hãy xem những cái visual và nghe những cái âm thanh đến từ Butter. Và thật sự đúng với cái tinh thần mà RM nói là quá lĩnh luôn các bạn. Thiệt luôn đó, trời ơi. Ngay từ đầu vô là mình, nè, ngay từ lúc đầu vô là mình nghe được cái đoạn vocal rất là khỏe của Jungkook để các bạn. Sau đó là tới Kim Taehoon MV. Trời, nhưng mà cái đầu tiên, cái mở màn MV màu trắng đen nha, nó làm cho thần thái của BTS rất là ngầu luôn các bạn. Mặc đồ vest rất là ngầu luôn. Có cái chỗ mà đâu rồi, mà cả nhóm mà cầm cái bảng tên đó. Đây chính là chỗ này, giống như trong y chang những cái phim đua xe hành động vậy các bạn. Giống như là tội phạm mà đến cấp trái tim của Army vậy. Trời ơi, đẹp trai quá các bạn. À, rồi về cái giai điệu bài hát này là một cái bản pop dance
rất là sôi động. Đó, cái phút mà vô điệp khúc á, hay quá. Giọng Trung Cúc vô ấm quá. Quá hay luôn các bạn. Visual đẹp đỉnh, đỉnh quá đỉnh, đẹp trai quá. Back to my beat. Và Jin lần này, mình thấy Jin lần này á là được hát rất là nhiều, hát nhiều hơn những cái MV trước của BTS luôn. Và lần này là các bạn, Butter này là một cái khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh, mà lần này Jin được chia line ra hát rất là nhiều đó. Và cái điểm đặc biệt tiếp theo mà mình thấy được đó chính là cái bài Butter lần này là cái phần mà cái phần vocal á, bốn vocal của nhóm được đưa lên trước, sau đó là mới tới phần rap của Suga, rồi mới bắt đầu cái phần rap sau đó, và sau đó là out bài luôn. Đây là các bạn đó, tới tận gần phân nửa bài thì phần rap của Suga mới xuất hiện sau cái đoạn nhạc dạo. Đây rồi, visual đỉnh quá. Đây mình sẽ mở cho các bạn nghe cái đoạn rap, mình bị mê cái đoạn điệp khúc của các bạn. Đây, sau cái đoạn nhạc dạo này rồi mới tới cái đoạn rap của Suga, rồi sau đó mới là tới RM, rồi J-Hope, rồi sau đó là quay lại điệp khúc, rồi out bài. Nói chung là cái phần chia ra lần này của BTS rất là thú vị các bạn, rất là hay. Chia vocal lên trước, đây vô. Sau đó mới là tới phần rap line của các rapper. Bulai Butter, trời đẹp trai quá. Là top 1 hình thành ở YouTube Việt Nam rồi. Chúc mừng Butter của BTS. Đây là ngoài ra là còn những cái visual quá đỉnh, nhìn rất là sang luôn các bạn. BTS MV lần này là mặc vest nhiều, nó làm cho cái hình ảnh của BTS trở nên rất là ngầu lòi, ngầu vãi cả nồi luôn các bạn. Nhất là Vi nè, đẹp trai kinh khủng luôn. Đây đó, cái bộ vest cao của Vi, Kim Tae Hoon vẫn luôn là visual đỉnh nhất của BTS luôn các bạn, quá dữ, đẹp quá à. Còn Jungkook này dựng tóc xanh dương rồi đeo, rồi gắn thêm cái khuyên nữa nè, gắn khuyên ngay trên cái mí mắt luôn. Too maybe. Trời, nghe xong bài này chắc là muốn nhảy luôn các bạn. Mình phải nghe ra nữa mà mình phải xem lại MV lần nữa, quá đỉnh luôn. Hay quá, Butter xuất sắc luôn. Đầu tiên là cái phần trắng đen là nghe là phê liền rồi các bạn, hay quá. Woo! Lại trouble. Chào quá. Trời, cái này cánh này ngầu ghê luôn. Đó, mới vô là nghe cái đạn thớt dập quá đã. Đeo gắn khuyên nữa. Ồ, quá đẹp. Cái màu trắng đen mình đang ngồi lòi rất là sang trọng luôn. Đó. Và sau đó là chuyển sang những cái màu sắc rất là đỉnh, khoe những cái visual thần thái của BTS. Jimin cũng ngầu. Và Jimin đẹp trai ghê luôn. Đeo mắt kiến bự rồi vest xám, nhìn như là chủ tịch vậy các bạn. Đã. Vô, kéo bạn ra là Left to my beat. Đẹp trai quá. Chúc mừng BTS với Butter. Yes. Ok, cảm ơn bạn đã xem video rất sợ của mình. Bạn thấy hay thì cho mình một like, một comment và một share nhé. Và đừng quên subscribe cho kênh HPS nhé. Thank you mọi người, bye bye. See you again.